Tho đã trở lại đây. Xin chào các bạn. Thì trong một tuần vừa qua thì Tho vừa mới tham gia một chuyến tour đến với Hàn Quốc của công ty Á Châu. Thì đã đến, mặc dù đã đến Hàn Quốc cũng khá nhiều lần, nhưng mà lần này thật sự là cảm thấy rất là tuyệt. Chỉ gói gọn trong hai từ thôi là thật tuyệt. Và mới sáng nay mới đi làm lại thì nhận được rất là nhiều mail, cũng như là nhận được rất là nhiều tin nhắn của các bạn gửi về. Và đa phần thì các câu hỏi đều xoay quanh là xin visa Hàn Quốc là phải chứng minh những giấy tờ gì. Ở những clip trước thì Tho có chia sẻ với các bạn là làm thế nào để chứng minh tài chính, hoặc làm thế nào để chứng minh được sự ràng buộc ở tại Việt Nam. Thì ở clip này Tho sẽ chia sẻ với các bạn là làm thế nào để chứng minh công việc, và những cái giấy tờ cũng như là những cái thủ tục cần những gì thì Tho có liệt kê ở phần mô tả. Các bạn nhớ theo dõi ở phần mô tả nhé. Việc chứng minh hồ sơ công việc như thế nào nó tùy thuộc vào từng trường hợp của các bạn. Tuy nhiên thì hôm nay trong clip này thì Tho cũng sẽ chia sẻ với các bạn có 5 nhóm chính. Và nhóm thứ nhất có nghĩa là nếu bạn là công nhân viên chức đi làm cho một công ty nào đó thì bạn cần có hợp đồng lao động hoặc là quyết định bổ nhiệm. Và ngoài ra bạn cũng phải cần có đơn xin nghỉ phép hoặc là bảng lương 3 tháng gần nhất và sau kê lương nếu mà chuyển khoản lương qua ngân hàng. Và nhóm thứ hai là nếu bạn là chủ doanh nghiệp thì bạn cần chuẩn bị những hồ sơ như là giấy phép đăng ký kinh doanh và giấy đóng thuế 3 tháng gần nhất. Và nhóm thứ ba đó là nếu bạn là nội trợ thì bạn có thể là xin một cái giấy xác nhận của địa phương, có đóng dấu của địa phương, hoặc là bạn chứng minh bằng cách là nộp công việc của chồng. Và nhóm thứ tư là nhóm học sinh sinh viên. Nếu bạn là học sinh sinh viên thì bạn được yêu cầu là cung cấp thẻ học sinh sinh viên sau y hoặc là giấy xác nhận là học sinh sinh viên của trường. Ngoài ra nếu bạn đi du lịch trong thời gian đang đi học thì bạn cũng được yêu cầu là đơn xin nghỉ phép trong thời gian đi học, đơn xin nghỉ phép trong thời gian bạn đi du lịch. Và thêm một điều nữa là nếu như trẻ em dưới 18 tuổi thì ba mẹ cần phải làm một cái giấy là giấy đồng ý cho con đi du lịch nước ngoài nếu mà trẻ em không đi kèm với bố mẹ. Và nhóm thứ năm đó là nhóm là những người về hưu. Thì nếu bạn là thuộc công nhân viên chức về hưu thì bạn vui lòng cung cấp là quyết định về hưu hoặc là bảng lương hưu của các bạn. Và thêm một lưu ý nhỏ nữa ở đây là tất cả các hồ sơ công việc thì bạn cần phải đi sau y công chứng, và ngoài ra là bạn không cần phải dịch thuật qua tiếng Anh. Và thêm một vấn đề nữa là Tho vẫn hay nhận được rất là nhiều tin nhắn cũng như là email của khách hàng. Họ có hỏi Tho là nếu mà làm công việc tự do thì bạn có xin được visa Hàn Quốc hay không? Và rất là khó đúng hay không? Thì cái vấn đề này cũng không phải hoàn toàn là khó. Vì nếu bạn làm việc tự do, bạn chứng minh được là hiện tại bạn đang làm công việc gì. Và Tho ví dụ một số những công việc tự do, chẳng hạn như là bạn kinh doanh hàng online, bạn kinh doanh bất động sản chẳng hạn. Thì hai cái ngành nghề này thì có thể là rất là khó để phải chứng minh giấy tờ này nọ. Nhưng mà nếu mà bạn bán hàng online thì bạn có thể chụp lại các sản phẩm của các bạn, hoặc là chụp lại cái trang mà bạn đăng hàng online. Và ngoài ra nếu bạn kinh doanh bất động sản thì bạn cũng có thể cung cấp những cái sao kê tài khoản, giao dịch nguồn tiền qua lại. Và ngoài ra là nếu như bạn không có giao dịch qua ngân hàng thì bạn cũng có thể cung cấp những cái tin nhắn mà bạn đã giao dịch với người này vượt người kia, miễn sao là chứng minh cho lãnh sự thấy là hàng tháng bạn vẫn có thu nhập. Và thêm một kinh nghiệm nữa cho các bạn là có công việc tự do thì nếu mà bạn cảm thấy không chắc chắn về cái công việc, chứng minh công việc của mình, thì các bạn có thể bổ sung bằng cách là bạn chứng minh tài chính và bạn chứng minh lịch sử du lịch của các bạn. Đây có thể là được xem là hai thế mạnh trong bộ hồ sơ xin visa Hàn. Nếu như mà hộ chiếu của bạn có đi một số nước Đông Nam Á
như là sinh thái, thì hoặc là nếu mà tài chính của các bạn có thể nhiều hơn một chút xíu, từ 120 triệu cho đến 150 triệu thì bộ hồ sơ của các bạn sẽ có thể là sẽ đẹp hơn. Và nếu như bạn đang băn khoăn là không biết là hồ sơ của các bạn có nộp được tại thành phố lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh hay không, thì ở clip này Thoa cũng xin chia sẻ đến các bạn là điều kiện làm thế nào để xin được visa tại lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh. Đối với các bạn có hộ khẩu là từ Quảng Nam trở vào trong Nam thì các bạn sẽ được nộp ở lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh. Và đối với các bạn có nơi sinh trên hộ khẩu là từ Đà Nẵng trở ra Bắc thì các bạn phải nộp tại đại sứ quán tại Hà Nội. Và nếu như các bạn có nơi sinh trên hộ khẩu là từ Đà Nẵng trở ra Bắc vẫn muốn nộp trong lãnh sự quán thành phố Hồ Chí Minh thì các bạn vẫn có thể nộp được, với điều kiện là các bạn cần đáp ứng những hồ sơ như sau. Thứ nhất là hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân. Và thứ hai là hợp đồng lao động dài hạn, nơi làm việc thuộc khu vực từ Quảng Nam trở vào Nam. Và thứ ba là người đứng tên trong giấy phép kinh doanh, trụ sở công ty thuộc khu vực từ Quảng Nam trở vào Nam. Và thứ tư là sổ tạm trú ở trong khu vực miền Nam. Và một lưu ý nhỏ đến các bạn là các bạn chuẩn bị các hồ sơ trên phải sao y công chứng, và các bạn nên chuẩn bị ít nhất là trước 2 tuần trước cái thời gian mà nộp xin visa. Và đối với visa du lịch Hàn Quốc thì thời hạn visa của chúng ta sẽ là 90 ngày và thời gian lưu trú là không quá 30 ngày. Xin visa là một bước cực kỳ khó, nhưng Á Châu sẽ không để điều đó là ngăn cản các bước chân của bạn đến các vùng đất mà bạn yêu thích. Nếu bạn yêu thích du lịch thì bạn chỉ cần xách ba lô lên và đi, việc còn lại xin visa cứ để Á Châu lo. Và nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào xoay quanh những vấn đề cá nhân của các bạn thì các bạn có thể comment tên hoặc là số điện thoại bên dưới. Và cách nhanh nhất là các bạn có thể gọi đến hotline của công ty 028-777-77888 để được nhân viên của chúng tôi tư vấn đến các bạn. Và công việc cuối cùng là các bạn nhớ like, subscribe và chia sẻ để Á Châu có thể mang đến cho các bạn nhiều video bổ ích hơn nữa nhé. Và cuối cùng là chúc các bạn xin visa Hàn Quốc thành công.